Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, nền tảng để đảm bảo cho sự cùng chung sống hòa bình giữa các cường quốc lớn là sự cân bằng về tiềm lực vũ khí hạt nhân. Vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua, các tàu ngầm của lực lượng kiềm chế hạt nhân chiến lược của cả Nga và Mỹ đã đều tiến hành các lần phóng thử nghiệm. Trong một cuộc chiến tranh toàn cầu có thể xảy ra, tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là kiểu vũ khí đáng sợ nhất. Nó rất khó bị tổn thương, gần như là vô hình trước mắt kẻ thù và có thể tiếp cận kẻ thù ở cự li gần nhất để tiến hành các đòn tấn công. Hai quốc gia có đội tàu ngầm chiến lược mạnh nhất, kèm theo đó là kho vũ khí hạt nhân lớn nhất trang bị cho hạm đội tàu ngầm, đó là Nga và Mỹ. Tờ báo Trung Quốc Sohu đã thử so sánh hai kiểu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa quan trọng nhất của hạm đội tàu ngầm hai nước. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đã so sánh các ACBM Trident II trang bị cho các tàu ngầm lớp Ohio với ICBM Bulava của Nga được trang bị cho tàu ngầm dự án Borei. Chai điện 2 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 11.000 km. Các cuộc thử nghiệm kiểm tra 4 tên lửa đạn đạo Trai điện 2 đã được thực hiện vào đầu tháng 9 năm 2019. Chai điện 2 D5 là tên lửa đạn đạo 3 tầng của Mỹ được thiết kế để phóng từ tàu ngầm hạt nhân và theo khẳng định của nhà sản xuất, nó có khả năng tiêu diệt mục tiêu tại khoảng cách hơn 11.000 km. Chai điện 2 mang đầu tác chiến tự tách trước các khối tác chiến tự dẫn. Mỗi khối này mang đầu đạn hạt nhân công suất hoặc là 475 kT hoặc là 100 kT. Nếu đầu đạn công suất 475 kT, tên lửa mang theo 8 đầu đạn. Nếu là đầu đạn công suất 100 kT thì là 14 đầu đạn. Các tên lửa có độ chính xác cao và có thể đảm bảo chắc chắn tiêu diệt mục tiêu ngay trong các hầm phóng tên lửa của đối phương. Về phần mình, không lâu trước khi Mỹ phóng thử nghiệm trai đền 2, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Nga đã phóng ICBM R-30 Bulava 30 từ tàu ngầm tuần dương Yuri Dogoruki lớp Borei. Trong quá trình thử nghiệm, các tàu ngầm đã tiêu diệt mục tiêu cách đó 5.500 km bằng hai quả tên lửa. Cự ly phóng tối đa của Bulava là 9.300 km. Đồng thời, theo các nguồn tin khác, các chỉ số thực có thể khác nhau và gần bằng với cự ly bắn của Trident 2 của Mỹ. Báo Soho nhận định rằng Nga đang có lợi thế lớn về địa lý. Tên lửa Bulava nếu được phóng từ biển Barents có thể tấn công qua vòng Bắc Cực để tiêu diệt các thành phố lớn bên bờ biển phía đông nước Mỹ, từ biển Barents đến bờ biển phía đông Mỹ, khoảng cách là 7.000 km. Do quân đội Nga chiếm ưu thế tuyệt đối tại vùng cực về lực lượng quân sự, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc lớp Borei có thể tiến sát gần Mỹ hơn nữa, chỉ còn cách bờ phía đông Mỹ khoảng 5.000 km. Ở cư ly này, Bulava có thể mang được 8 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Trung Quốc vẫn đang đánh giá cao các phương tiện mang tên lửa của Mỹ hơn là các phương tiện mang của Nga. Cụ thể là Trident 2 có lợi thế hơn là Bulava, bởi vì ACBM này có khả năng mang ít nhất là 8 đầu đạn hạt nhân nặng 2,7 tấn và cự ly bắn của nó có thể đảm bảo chắc chắn tới 11.000 km. Trong khi đó, Bulava chỉ mang được tối đa là 8 đầu đạn hạt nhân và tầm bắn tối đa là chỉ là 8.000 km. Để kết luận, tờ Sohu đã nhấn mạnh thêm rằng Nga đã thử nghiệm Bulava 19 lần và chỉ có 11 lần trong số đó là thành công. Trong khi đó, kể từ năm 1987 đến nay, quân đội Mỹ đã thử nghiệm Trident tới 168 lần và chỉ một lần phóng thất bại. Như vậy, điều đó chứng minh rằng Trident 2 có độ tin cậy cao hơn 10 lần so với Bulava. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!